Alo ơi, xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video chia sẻ cho các bạn là cách kết nối cái mic cài áo không dây, nó có mã là NMC2811 nha các bạn nhé. Hiện tại mình đang sử dụng cái cổng TP-SIM nha các bạn nhé. Và trên tay mình là một cái đầu chuyển từ cái cổng USB sang cái cổng TP-SIM này các bạn nhé. Thì lúc đó mình sẽ kết nối vào cái từ máy tính và mình kết nối vào cái cổng TVC này để mình sử dụng cái mic cài áo không dây này các bạn nhé. Thì các bạn có thể sử dụng cái mic cài áo không dây này, mình cài áo mình có thể dạy học nhé các bạn nhé. Trong khi đó thì mình có thể lưu cái màn hình của máy tính để mình quay lại video nhé các bạn nhé. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn này. Rồi ở đây là cái hộp box để chúng ta có thể sạc ở trên cái sản phẩm mic cài áo không dây nhé các bạn nhé. Hiện tại mình đang sử dụng cái cổng TPC và hiện tại nó là cái này là có một mic nhé các bạn nhé. Một mic nhìn cài áo rất là gọn và chuyên nghiệp nhé các bạn nhé. Trên cái này là cái đầu đầu thu để chúng ta cắm vào cái máy tính này các bạn này. Hiện tại ví dụ như ở đây mình có một cái đầu chuyển đổi nhé các bạn nhé, cổng USB này. Ở đây là cổng TPC nhé các bạn nhé. Đây là mình bây giờ mình sẽ cắm vào nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ cắm này các bạn này. Rồi đây là cổng USB này các bạn này. Đây là cái cổng TPC nhé. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào máy tính nhé các bạn. Rồi khi mà chúng ta sử dụng cái ở trên máy tính thì có rất là nhiều bạn sử dụng các cái chương trình mà quay lại màn hình đúng không các bạn. Ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng cái Camtasia này, một số bạn thì sử dụng cái Snap IT hoặc là cái Bandicam đúng không các bạn. Tuy nhiên là tất cả các cái chương trình mà chúng ta khi mà cắm vào chúng ta vẫn kiểm tra cái đầu đầu vào nhé các bạn nhé. Hiện tại mình đang sử dụng cái cổng USB này, nó hiện cổng USB nhé các bạn nhé. Còn bình thường nó mặc định là cái máy tính này các bạn này. Đây tuy nhiên cái cổng này là cổng từ máy tính nhá các bạn nhá. Mình sử dụng mic máy tính này. Còn khi mà chúng ta cắm cái cổng USB này các bạn nhá, đây phía bên tay phải mình đã cắm vào cái cổng USB này các bạn này, thì mình chọn cái cổng USB ở đây và chúng ta có thể thu âm ở phía trên này nhé các bạn nhá. Trên này thì chúng ta bật bằng cách ấn và giữ này các bạn này, khi nào đèn xanh nó sáng này các bạn này, thế này là xong nhé các bạn nhá, rất là đơn giản rồi các bạn. Thì khi mà chúng ta quay ở khoảng cách xa máy tính ấy các bạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái mic này, chúng ta có thể cài áo, chúng ta dạy học khoảng cách xa từ máy tính ấy các bạn. Tuy nhiên là khi mà chúng ta thu âm vào thì tất cả các cái hình ảnh hoặc là tiếng nói thì nó lọc rất là chuẩn các bạn nhé. Thì ví dụ như đây mình sẽ thử các bạn một đoạn nhé các bạn nhé. Đây mình đã hiện tại mình đã bật rồi các bạn này, bây giờ mình sẽ thu bấm rec để thu nhé các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái điện thoại mình đã quay, tuy nhiên ở đây cũng tương đối ổn nhé các bạn nhé. Ví dụ như đây chẳng hạn, đây mình sử dụng cái mic cài áo không dây này các bạn nhé. Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm chết 32 người, vì sao phải cứu hỏa đến 24 giờ? Alo. Dư luận thắc mắc rằng vì sao vụ cháy ở cơ sở karaoke An Phú làm chết 32 người, công tác cứu hỏa lại thực hiện đến 24 giờ kể từ lửa khởi điểm đến kết thúc. Alo, đấy là mình thử đọc một đoạn nhé các bạn nhé. Thì hiện tại thì mình đang sử dụng cái mic nó có mã là NMC2811 các bạn nhé. Mình thấy cái này lọc âm, lọc ồn rất là chuẩn đấy các bạn. Rồi, khi mà chúng ta tắt này các bạn này, mình sẽ tắt, ấn và giữ ở đây là nó sẽ tắt nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ tắt ở trên cái ứng dụng này, thì lúc nữa các bạn xem phân biệt nó thu âm, nó lọc âm chuẩn không nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tắt này các bạn này. Rồi đấy là tắt nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể so sánh cái giọng ở phía trên cái phần mềm mình vừa lưu nhé các bạn nhé, nó vừa quay được cái màn hình này các bạn này, vừa quay được cả màn hình đúng các bạn, vừa nó vừa có tiếng nói nữa các bạn này. Đây mình sử dụng cái mic cài áo không dây này các bạn nhé. Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm chết 32 người, vì sao phải cứu hỏa đến 24 giờ? Alo. Dư luận thắc mắc rằng vì sao
Vụ cháy ở cơ sở karaoke An Phú làm chết 32 người, công tác cứu hỏa lại thực hiện đến 24 giờ kể từ lửa khởi điểm đến kết thúc. Alo, đấy là mình thử đọc một đoạn nhé các bạn nhé. Rồi các bạn quan tâm cái sản phẩm này thì liên hệ với số điện thoại 0981 622 291 nhé các bạn nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.